tôn vinh các bạn, tôn vinh những thành viên xuất sắc nhất của hệ thống, và các bạn xứng đáng để được nhận cái điều đó. Nhân đây thì có một cái bữa tiệc ấm cúng, thì tôi chúc tất cả mọi người qua năm có thể là dựa trên những cái điểm mạnh của mình phát triển mạnh mẽ hơn. Tôi xin chúc tất cả mọi người là sức khỏe, và chúc mọi người là tấn tài, tấn lộc và tấn bình an.